đều ảnh hưởng đến trực tiếp kế hoạch tiến độ của chung. Nên cuối cùng tôi bàn với chồng để tôi kiếm việc làm ngoài, vừa trông được con, vừa có thu nhập, lại thu tiền để thay. Giờ trước khi trở thành công nhân, tôi có nghề may áo quần hàng chợ ở quê. Nên nghe tôi trình bày hợp lý mà thu dọn diện tích sinh hoạt của vợ chồng con cái, để tôi có một chỗ đặt tiền một ít mới thay và phải còn nhanh nhỏ để chứa đồ nhặt ở chợ về may quê. Trời thưa, tôi có đủ việc làm khi mà tôi trả hàng đúng hẹn, đường may đều đặn, cẩn thận, đạt yêu cầu. Nên từ khi bắt đầu nghỉ ở xí nghiệp, tôi chưa bao giờ phải khổ lo cho khách hàng. Tuy là công việc ổn định, nhưng thu nhập cũng chỉ đủ chi dùng lặt vặt ở trong nhà. Khi cần mua sắm đồ, giá giá thì tôi vẫn còn có thể. Nhưng thời gian gần đây, mình khá chán cho tôi. Tôi đang bị tính toán mạnh về quê con đứa trẻ. Anh cũng bảo tôi chi tiền qua các biếu bố mẹ. Vì xí nghiệp giàu nợ ít hợp đồng, phải nợ lương công nhân, tiền tiết kiệm không còn nhiều, nên anh phải giữ phòng khi sớ nhỡ còn có khoản dự trữ dùng. Chồng đã nói vậy, chắc cho cùng tôi cũng cần thông cảm với khó khăn của xí nghiệp và tạo điều kiện cho anh không phải quá thiếu thốn so với bạn bè. Nên tôi lại càng dốc sức để có thêm tiền từ công việc may của mình. Để bất cứ lúc nào trong mỗi ngày, tôi đều có sẵn tiền đáp ứng yêu cầu của anh. Thế mà tôi thật bất ngờ, thật choáng váng khi cách đây một tháng, mạnh thủ khỉ cùng tôi là anh đã kết cặp với một cô gái trẻ làm nhân viên ở quán cà phê vườn. Cô ấy đã mang bầu và anh tiếp xúc cô bồ sơ sinh bé trai và chuyện mong ước của gia đình anh là có người nối dõi. Mạnh xin tôi rộng lòng bỏ qua cho anh. Và nếu được, hãy để anh làm tròn trách nhiệm của người chồng, chăm lo cho cô gái kia và người cha cho cậu con trai sắp ra đời. Mà còn không phẳng rằng, anh chỉ chi tiêu cho hai mẹ con cô gái bằng tiền lương, tiền thưởng của anh. Số tiền trong sổ tiết kiệm bấy lâu của vợ chồng tôi, anh sẽ không đụng vào. Một tháng đã qua.